chung là tất cả những cái tên là cậu tên là Hoàng Anh thì rồi Trần Phúc dưới dâng rồi. Thế cậu ấy tên là Hoàng Anh thì cậu ấy coi như là ngày xưa ngày mùng 10 tháng 9 tất cả các thứ thì cậu cũng tham gia biểu tình, thì là chúng nó nói là coi như là công an coi như là đánh ai mà chảy máu mồm mũi ấy thì coi như là cậu ấy bắt đầu cậu xuống, coi như là cậu coi như đánh tháo, coi như là đỡ đòn cho cái người mà bị an ninh mà đánh đổ máu ấy. Sau đó coi như là cậu chạy về và công an hiện nay truy sát cậu, và nói chung vòng không biết ngày hôm qua sao, tức là không hiểu cái tin này thì tôi không biết, nhưng mà chỉ gọi là bọn cái dâm chủ quậy nó đưa ra thôi, mà tất cả cái kênh Thanh Thái Benny Sương rồi con Lô Sơn Đào các thứ nó đều đưa những cái tin này cả. Mà theo tôi nghĩ là về sau đó coi như là khi mà cậu này quê ở Kiên Giang, mà cậu vào Kiên Giang thì hiện nay chúng nó nói là coi như công an vào, coi như là mấy ngày qua công an vào coi như là cắt cổ cậu này, cậu chết, bắt đầu nó đưa hình ảnh ấy. Một hình ảnh ấy, có một người chết ra, thì theo tôi nghĩ là như này. Cái vấn đề này nếu mà có thì nói chung là những cái báo chí của mình hiện nay người ta sẽ đã đưa ra rồi, hoặc như thế này chắc có hiện tượng có người chết hay không, hoặc như thế nào, hoặc là về án mạng như thế nào, thì hiện nay báo chí mình nó săn tin rất là ghê gớm thì đã đưa ra. Nhưng mà theo tôi nghĩ là bọn nó, những cái tin này bọn nó hoàn toàn xuyên tạc về cái lại cái luận điệu coi như là cắt cổ. Chúng nó bảo ngày xưa thì coi như là Nguyễn Hữu Tấn thì bọn bị cắt cổ trong cái đồn công an ở Vĩnh Long, còn bây giờ coi như là cái thằng mà gọi là Hoàng Anh này thì bị cắt cổ tại nhà. Thì tôi nghĩ nói bây giờ cái vụ Hoàng Anh thì mình chưa biết một cái gì cả, nhưng theo tôi nghĩ đó là cái sự xuyên tạc của chúng nó. Bây giờ thì tôi nhắc qua cái vụ Nguyễn Hữu Tấn mà chúng nó làm dùm meng lên trong vòng cỡ khoảng gần một tháng rồi, tất cả các kênh của bọn dân chủ quậy hoặc những cái kênh của bọn mà chống cộng cực đoan, chúng tôi đều rêu rao là hiện nay công an Việt Nam rất là ác, cắt cổ Nguyễn Hữu Tấn. Nhưng mà kỳ thực ra là coi là thằng Nguyễn Hữu Tấn cũng là một cái thằng dân chủ quậy, không hiểu nó có ở trong cái hội Phật giáo Hòa Hảo không, thì chắc nó là người ở hội Phật giáo Hòa Hảo. Thì thằng này nó bán kiểu cái hủ tiếu chay, thì nó có như là có cái công an phát hiện nó có cờ vàng thì ở đó, và khi mà khám nhà nó thì cũng có cờ vàng, mà sau đó công an giữ lên trên cái phòng hỏi cung. Thì khi công an hỏi cung thì là nó xin một chai nước, thì anh công an hỏi cung mới ra ngoài lấy chai nước cho nó, thì nó lục ở trong cái tập tài liệu đấy có một con dao dọc giấy thì nó dùng để nó cắt cổ. Nhưng mà rất may, rất là may cho một cái là khi nó cắt cổ nó chết ở trong đồn công an. Thì là ở đấy thì ở các đồn công an khi hỏi cung hiện nay có một cái quy định là có camera giám sát hết. Thì là khi mà tức là gia đình các thứ đầu tiên làm dùng beng lên này khác, nhưng mà bên cơ quan công an cộng với lại Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long cộng với Hội Phật giáo Hòa Hảo mời gia đình đến xem cái cuộn video đó, nghe chưa? Thì là đấy, hiện nay tất cả cuối cùng gia đình cũng phải chịu vì đây là video quay lại trực tiếp cái vấn đề như thế. Nhưng mà cái bọn chống cộng cực đoan các thứ ở bên kia nó cũng coi như rêu rao suốt ngày, coi như là công an cắt cổ coi như là Nguyễn Hữu Tấn ở trong cái đồn công an. Mà thậm chí cái con chị của Nguyễn Hữu Tấn ở bên Mỹ ấy, thì cũng bị cái con mà cái con Mã Tiểu Linh, và hồi đó có cả cái thằng Thái Vĩ Lan ấy, nó còn sống, cái thời gian đấy nó chưa chết vì bệnh ung thư, nó đưa lên quốc hội. Nhưng mà đưa lên quốc hội vì là cái con chị Nguyễn Hữu Tấn này nó không biết tiếng Anh, cho bọn kia nó đưa lên để nó vừa dịch rồi là tất cả nó dịch, hoặc là nó lại xin để cho coi như là vợ con thằng Nguyễn Hữu Tấn để được tị nạn. Bây giờ ví dụ nó lên quốc hội nó Mỹ chẳng hạn, thì nó đề nghị quốc hội Mỹ can thiệp vào ví dụ như cái vụ mà công an mà dùng dao cắt cổ Nguyễn Hữu Tấn, nhưng mà nó lại xin cho cái bên cái con bé kia, mẹ con bé kia tị nạn, thì làm sao mà coi như là quốc hội Mỹ thì người ta đồng ý được. Đó là một cái luận điệu nó quá vớ vẩn. Thì qua những cái vụ mà Nguyễn Hữu Tấn hiện nay thì mình chỉ liên hệ với vụ cái thằng Hoàng Anh này, thì nói chung là đấy, cái vụ thằng Hoàng Anh này thì tôi nghĩ là không biết nó có chết hay chưa, vì thực tế là cái chuyện này nó là cái vấn đề mình cũng chưa đọc những cái báo chính thống, mà chỉ có mấy thằng bắt đầu nó rêu rao nó đưa ra, hoặc là cái con sâu tâm nữa mà nó điện thoại về gia đình cái thằng này, hoặc là anh em bà con gì đấy nó biết, bắt đầu nó rêu rao ra để chúng nó lấy cái tin tức của cái bọn dân chủ với nhau thôi. Vâng, hiện nay con luôn còn ở đây.